Làm thế nào để bạn trở thành một huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp chỉ trong vòng 90 ngày? Các bạn thấy rằng sẽ luôn nhiều bạn lo lắng là tôi chưa tập yoga bao giờ, hoặc là tôi chưa biết, tôi thiếu nhiều các kỹ năng, thì không biết là học trong vòng 3 tháng như vậy thì tôi có đạt được hiệu quả hay không? Thì đấy là câu hỏi khá là thú vị và chắc chắn là rất nhiều bạn đang quan tâm, đúng không các bạn? Thì trước kia ngày xưa ấy, thì các bộ giáo trình đào tạo nó rất là khó, nó rất là lủng củng, nó thiếu chuyên nghiệp. Nên là thường các bạn học các khóa đào tạo nhân viên sẽ cần một thời gian rất là dài nhiều hơn. Và nhưng mà ngày nay ấy, thì càng ngày càng được tinh lọc nhiều hơn, các giáo án được chất lượng lại, nên cái thời gian bạn học nó sẽ tiết kiệm đi. Và thứ hai thú vị là các chương trình đào tạo bây giờ là có những cái phương pháp để chúng ta luyện tập một cách nhanh chóng hơn. Vậy thì trong vòng 3 tháng để trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp thì bạn sẽ cần làm những công việc sau và cần học những điều sau. Cái điều số 1 là các bạn sẽ phải học về chuyên môn trong luyện tập yoga. Các chuyên môn giống như là tập luyện làm sao cho chính xác này, các kỹ thuật định tuyến trong luyện tập yoga này, các kiến thức về giải phẫu trong luyện tập yoga, các cách để xây dựng giáo án, hay là các cái kiến thức về dinh dưỡng để hướng dẫn cho học viên của chúng ta. Thì hồi xưa là khi mà học các chương trình offline là các bạn sẽ phải di chuyển đến phòng tập để các bạn học, đúng không các bạn? Còn bây giờ ngày nay thì các khóa đào tạo online đã phát triển nhiều hơn, nên bạn có thể ngồi ngay ở nhà. Thế cái hay ho của việc ở học ngay ở nhà ấy, là các buổi học sẽ không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng thời tiết này, không bị ảnh hưởng ngày lễ này, nên là cái sự đều đặn nó được hỗ trợ cho việc 3 tháng và tham gia một cách trọn vẹn nhiều hơn, nên là các kiến thức của bạn nó sẽ được lạp đầy hơn. Và bây giờ thì một số nơi đào tạo giống như cái ba đang tổ chức chương trình đào tạo là có thêm học phần gọi là học phần video. Học phần video nghĩa là toàn bộ các nội dung giảng dạy đào tạo của khóa trước được đóng gói lại thành video để giúp cho các bạn có thể tranh thủ thời gian. Đặc biệt những bạn mà chúng ta có thời gian lịch nó bận rộn, chúng ta chưa, hoặc là kiến thức chúng ta về yoga nó ít, thì chúng ta sẽ phải xem video nhiều lần, Rất nhiều học viên Kim Ba đôi khi họ xem kênh YouTube của mình thôi ấy, là họ đã tập luyện đã chính xác rồi. Thế thì khi bạn học huấn luyện viên thì các bạn sẽ được kích hoạt một tài khoản riêng. Trong tài khoản đấy sẽ có khoảng tầm phải đến vài trăm video. Thì bạn xem đi xem lại hàng ngày thì bạn sẽ thấm nhuần hơn, nó sẽ tốc độ cao hơn. Hồi trước thì chưa có cái video này đâu, nên là các bạn học sẽ khá là vất vả, là các bạn phải đến buổi học ngày hôm đấy thì các bạn mới hiểu. Còn bây giờ bạn học qua video rồi, sau đó các bạn sẽ học tiếp qua các buổi Zoom cùng các chuyên gia, thì sau 2 lần học như vậy thì bạn kiến thức nó sẽ đi vào sâu hơn cho mình nhiều hơn. Thì đó là cái học phần về chuyên môn. Cái thứ hai nữa là bây giờ ấy, để trở thành giáo viên yoga thì bạn sẽ phải luyện tập các cái kỹ năng. Các bạn thấy rằng là công việc của giáo viên là sẽ phải nói chuyện thường xuyên, đúng không? Nên là các khóa đào tạo bây giờ là có thêm cái nội dung, đó là nội dung về hướng dẫn cách để bạn tự tin nói chuyện trước ống kính như thế này, tự tin nói chuyện trước nhiều người, cách để làm sao mà chúng ta có thể là luyện cái giọng nói của chúng ta. Trong vòng 3 tháng thường các bạn luyện tập một thời gian ấy, là 3 tháng là giọng nói nó bắt đầu lưu loát hơn, ấm áp hơn rất là nhiều. Và rất nhiều các kỹ năng mềm nữa, kỹ năng xây dựng giáo án này, kỹ năng đọc hiểu tâm lý học viên này, hay là kỹ năng để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn để nhiều người biết đến bạn nữa. Và đặc biệt là trong chương trình đào tạo, một lý do khiến cho nhiều bạn ấy chỉ học trong 3 tháng là đã khá là thành thạo, đó là việc là bây giờ chúng ta có thêm cái kỹ thuật là thực hành. Đi học là phải có hành, đúng không các bạn? Thế bây giờ thì hồi trước để thực hành bạn phải có một học viên, bạn phải có một lớp học thì bạn mới có cơ hội để bạn gọi là đi trợ giảng, hoặc giống như các cô giáo ngày xưa mà hồi cấp 2, cấp 3 chúng ta hay học, cứ đến mùa hè là có các cô giáo thực tập ấy, họ đến thì bạn phải đi thực tập, đúng không? Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra các lớp học để sẵn có cho bạn thực tập, kể cả offline luôn. Thì có một kỹ thuật đó là bạn thực tập qua video, giống như tôi đang nói chuyện với bạn qua video này. Thì sau khi áp dụng từ năm 2020 đến bây giờ là các học viên sau khi họ thực hành qua video thì họ có sự thành thạo và kỹ năng chuyên nghiệp lên rất là nhanh. Vì chúng ta nói chuyện qua video, chúng ta tưởng tượng như là ngày mai chúng ta đi dạy, chúng ta sẽ lấy điện thoại ra, chúng ta quay video, chúng ta giả lập như là mình đang dạy cho học viên ở trước màn hình ấy. Thì khi bạn quay xong video thì bạn sẽ xem lại video. Bạn xem lại video thì bạn biết rằng là cái ngôn ngữ cơ thể mình đã được chưa, giọng nói của mình ok chưa, và cái kiến thức mình nói đã chuẩn chưa. Thì bạn sẽ trở thành người giám sát lại, nghĩa là bạn sẽ tự điều chỉnh cái giáo trình của mình rất là nhanh. Và thông qua video thì bạn có thể gửi cho các giảng viên trong khóa đào tạo để họ chỉnh sửa cho mình, để tối ưu hóa. Và sau một vòng lập bạn làm việc liên tục với việc là cứ học xong lại nói chuyện trước ống kính video như này thì kiến thức nó sẽ rất là nhớ. Còn nếu bạn chỉ học bạn ghi chép thôi thì bạn không thể nhớ được. Nhưng mà học xong bạn thực hành thì cái hay ho là cái cuộc sống của tôi cũng khá là đột phá, chính là từ năm 2019 khi tôi biết đến cái kỹ thuật quay video này. Tôi cứ dạy cái giáo án gì, trước khi ngày mai dạy tôi lấy video ra, tôi lấy điện thoại ra, tôi quay lại cái video đấy, tôi giả lập luôn là tôi dạy luôn. Thế thì coi như là tôi đã được một lần dạy rồi, thì ngày mai khi lên lớp trực tiếp thì nó trở nên tự tin hơn rất là nhiều. Và hay ho là về sau tôi phát hiện ra rằng quá trình mình cứ biết cái gì thì mình lại quay lại video,
sau đó dần dần chả biết lý do gì đó thì tôi lại trở thành một YouTuber về yoga. Và đến khi nói chuyện các bạn ngày hôm nay thì tôi có khoảng tầm hơn 200.000 người theo dõi trên Internet, trên YouTube. Và nếu mà xếp hạng tại Việt Nam thì tôi đang đứng top 3 tại Việt Nam với người dạy yoga mà có số lượng theo dõi. Và thông qua khóa đào tạo thì cũng có rất nhiều bạn là cái kỹ thuật thực hành qua video này thì rất nhiều bạn, ví dụ như có bạn Hoàng Viên là các khóa trước là bây giờ cũng là nút bạc chuyên về yoga, về giảm cân. Thì đấy là cái điều vô cùng thú vị, là chỉ trong vòng 3 tháng là bạn học qua video, bạn học qua Zoom, sau đó bạn thực hành liên tục với chiếc điện thoại của mình với video, thì tốc độ trong vòng 3 tháng của bạn sẽ có kinh nghiệm rất là nhanh. Còn một cái điều nữa là giúp các bạn tự tin hơn, đó là thường các bạn có một tâm lý là học xong rồi bạn đi dạy. Nếu mà học xong mới đi dạy thì khó lắm, khả năng xác suất và đi dạy được rất là thấp. Bạn phải dạy ngay trong lúc bạn đang học khóa đào tạo. Nên là thường trong khóa đào tạo sẽ hướng dẫn bạn một kỹ thuật, đó là bạn sẽ rủ một hai người thân để bạn làm mẫu cho bạn. Không, nghĩa là chúng ta không phải dạy, chúng ta chỉ gọi là chia sẻ thôi. Và tất cả các huấn luyện viên, các học viên tham gia khóa đào tạo đều phải làm như vậy, chứ không phải đợi đến kết khóa rồi đi dạy thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Lúc đấy không có huấn luyện viên bên cạnh, cũng chẳng có thầy cô thúc đẩy mình, không có những người bạn xung quanh của mình thì mình sẽ bị tụt năng lượng rất là mạnh. Nên là trong khóa đào tạo luôn là các bạn sẽ rủ bố mẹ hoặc người thân xung quanh để bạn làm cái lớp học nho nhỏ tại nhà của mình, để bạn quen cách là chỉnh sửa, bạn quen cách di chuyển, bạn quen cách chạm sửa như thế nào để làm tạo ra một cái thần thái của một huấn luyện viên. Thì đó là cái sự thú vị, là ngày nay ấy, chỉ cần khoảng tầm 3 tháng thôi. 3 tháng gọi là dành ra khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mỗi ngày, là trong việc cả học chuyên môn, cả việc thực hành, thì khoảng trung bình khoảng tầm 200 giờ, bạn dành ra khoảng tầm 200 giờ để bạn áp dụng kiến thức đấy thì bạn đã khá là vững rồi. Còn tất nhiên một số bạn dành nhiều thời gian full time hơn thì bạn sẽ cứng hơn. Nhưng có rất nhiều cái câu chuyện là đang trong khóa đào tạo huấn luyện viên, các bạn đã mở lớp xong rồi, nghe nó hơi phiêu, không giống thực tế. Nhưng mà sự thật là luôn luôn như vậy, là họ chăm chỉ hơn, họ quyết tâm hơn, họ áp dụng liên tục hơn thì họ sẽ học nhanh hơn. Thay vì một ngày họ dành ra 1 tiếng rưỡi giống như các bạn thì họ có thể dành ra 3 tiếng, 4 tiếng thì họ sẽ đi nhanh hơn, tốc độ cao hơn rất là nhiều. Thì đấy là chia sẻ các bạn. Và ngày hôm nay khi xem video này, nếu các bạn muốn được trở thành một huấn luyện viên yoga thì hàng tuần tôi có một buổi chuyên đề, là chuyên đề định hướng nghề huấn luyện viên yoga, để giải đáp, để xem là với cái nền tảng của bạn, với cái mong muốn của bạn thì bạn có nên phù hợp trở thành huấn luyện viên yoga hay không, hay là bạn ở cái vùng của bạn mà muốn triển khai phòng tập yoga thì cần phải lưu ý điều gì, cách phát triển như thế nào cho phù hợp, hay bạn đang làm kế toán, bạn đang làm mầm non, bạn đang làm công chức thì với cái tình trạng công việc như vậy thì khi chuyển đổi hoặc là khi học sang huấn luyện viên thì có ưu, có nhược điểm như thế nào. Thì hàng tuần tôi có một buổi Zoom định hướng để tôi giải đáp cho các bạn, để các bạn có một cái bức tranh thật là rõ ràng, sau đó bạn mới lên lựa chọn là quyết định có nên học huấn luyện viên hay không, để nó tránh lãng phí. Và nhớ là chương trình hoàn toàn miễn phí nhé, các bạn có thể xem ở trong phần mô tả để đăng ký hàng tuần để gặp gỡ và cũng như là giao lưu các huấn luyện viên khác để giúp bạn có được cái bức tranh toàn cảnh hơn. Nào, nhấn vào đường link ở bên dưới, mình hẹn gặp lại bạn trong các buổi Zoom định hướng nghề huấn luyện viên yoga.